thực hiện nghi lễ chào cờ trước lăng Bác. Mỗi lần chứng kiến lá quốc kỳ đỏ thắm kiêu hãnh tung bay trong nắng sớm giữa quảng trường Ba Đình lịch sử đều bồi hồi xúc động. Tôi là một trong 34 đồng chí, một trong 34 đồng chí của khối danh dự được thực hiện. Của Tổ quốc. Ngày nay, đội ngũ sĩ quan hải quân không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh, mài sắc ý chí chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng quân chủng hải quân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiệt liệt chào mừng khối sĩ quan bộ đội biên phòng. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết, cảnh giác, liêm chính, kịp cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, trung thành với Đảng, tận tụy với dân. 56 năm qua, bộ đội biên phòng đã góp phần to lớn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc và làm tốt công tác đối ngoại quân sự. Đây là lực lượng nòng cốt đi đầu trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, đã và đang góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, thêm lục địa và các lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, phát huy truyền thống kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật. Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan thông tin của binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi. Trong chiến tranh, bộ đội thoa mọi gian khổ hy sinh với quyết tâm, tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt, đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khối trường sĩ quan lục là nhà trường đầu tiên của quân đội, được Bác Hồ 9 lần về thăm, nhiều lần gửi thư động viên khen ngợi và trao tặng cờ theo dòng chữ chung với nước, hiếu với dân. Hơn 70 năm qua, nhà trường đã đào tạo cho quân đội hàng chục vạn sĩ quan chỉ huy, tham mưu, nhiều đồng chí phát triển, trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh trong quân đội, phát huy truyền thống, trung hiếu, tiên phong. 48 năm qua, trường sĩ quan đặc công đã đào tạo được hàng vạn sĩ quan đặc công cho toàn quân. Bộ đội đặc công đã tham gia chiến đấu trên các chiến trường, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những chiến thắng với nghĩa quyết định của quân đội ta. Nêu cao tinh thần, đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Trường sĩ quan đặc công không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn nhà trường với đơn vị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đúc kết và phát triển khoa học nghệ thuật tác chiến đặc công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời huấn thị của Bác Hồ, đặc công tức là công tác đặc biệt, là chức vụ đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Các chiến sĩ đặc công của quân đội ta phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng với cách đánh độc đáo, lập nên những chiến công vang dội, bao phen làm quân thù khiếp sợ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Binh trên biển góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Chiến sĩ hải quân hôm nay đang ngày đêm bám tàu, bám biển cùng với quân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ hải quân đánh bộ. Hải quân đánh bộ là một lực lượng quan trọng, sẵn sàng cơ động chi viện cho các chiến trường biển đảo và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, năng lực vệ cả nước đang ra sức thi đua, huấn luyện giỏi, lao động tốt, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trong kháng chiến cùng với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, lực lượng nữ tự vệ đã chứng tỏ là những người ái quốc sắt đá, là những chiến sĩ anh hùng, vừa chuyên cần lao động sản xuất, vừa tham gia chiến đấu bảo vệ nhà máy, nông trường, chịu đựng khó khăn vất vả, động viên chồng con lên đường đánh giặc, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Thi đua với nam tự vệ, các nữ tự vệ đang ra sức lao động sáng tạo, tích cực để
lãnh phụ nữ Việt Nam trên trận tuyến.